得瞪他。哎，sau đây thì Phương cũng có nhận được một số câu trả lời của các bạn fan. Phương thử đọc cho cả nhà nghe nha. Tốc rối 88@yahoo.com thì có gửi tới Phương câu hỏi như thế này. Chào chị Nhã Phương, hiện mỗi tuần em đều theo dõi Tuổi Thanh Xuân mà chị đóng. Chị cho em hỏi, ở ngoài đời liệu chị có từng rơi vào hoàn cảnh giống như nhân vật Linh không? Dạ, Phương cảm thấy mình rất là may mắn khi mà Phương chưa rơi vào tình cảnh giống như nhân vật Linh trong phim Tuổi Thanh Xuân. Nếu Phương mà rơi vào tình huống đó thì Phương sẽ làm theo trái tim mình mách bảo. Câu hỏi thứ hai, bạn sư tử hỏi Phương là trong Tuổi Thanh Xuân cũng như trong những phim khác, chị toàn diễn gặp cùng những nam diễn viên đẹp trai, Phương cũng có những cảnh tình tứ, ví dụ như là hôn, ôm cùng những nam diễn viên này. Bạn trai chị có từng xem phim chị đóng với những cảnh như vậy, ảnh ấy phản ứng như thế nào? Anh có bao giờ ghen với những nam diễn viên chị đóng chung không? Quan điểm khi mà Phương quen hay yêu một anh chàng, thì việc đầu tiên thì người ấy phải hiểu và thông cảm cho công việc của Phương. Vì như các bạn xem phim thì các bạn cũng thấy là trong phim thì Phương không phải là Nhã Phương mà Phương là nhân vật của trong phim. Ví dụ như là trong phim Tuổi Thanh Xuân thì Phương là Linh chứ không phải là Nhã Phương. Nếu quyết định là anh ấy yêu mình thì anh ấy phải hiểu cũng như thông cảm cũng như là chia sẻ với Phương trong công việc thì mình mới yên tâm để mình có thể làm việc thật tốt. Câu hỏi của bạn có một nickname là Bisa. Mến ngưỡng Nhã Phương, một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, ngọt ngào như bạn thì yêu một anh chàng như thế nào nhỉ? Phương hãy bật mí một chút về người đàn ông của bạn nhé. Anh ấy là người như thế nào? Về ngoại hình, về tính cách, anh ấy có chiều chuộng Phương không? Yêu thì mình phải hỏi với trái tim mình. Đôi khi vô tình mình gặp một người nào đó và bất chợt mình gặp anh ấy và tự nhiên tim mình đập loạn xạ lên. Mà đất Phương nghĩ là cũng tin vào trái tim của mình và cũng tin vào duyên số, nên là Phương cũng không có cho đặt ra một cái ngoại hình hay là tính cách gì đó rõ ràng. Câu hỏi của bạn Hoàng Hôn Tím, tình yêu của Nhã Phương ở ngoài đời chắc cũng thú vị như trong phim nhỉ? Phương và anh ấy gặp nhau như thế nào? Anh ấy cưa đổ Phương trong thời gian bao lâu? Phương bực mí một vài kỷ niệm khó quên trong thời gian bạn với anh ấy vờn nhau nhé. Trời ơi, ấy nó thật với các bạn là Nhã Phương ít khi mà chia sẻ chuyện tình cảm của mình với công chúng, tại vì thực sự là Phương muốn dành một chút gì đó cho bản thân mình, muốn giấu một chút cho bản thân mình. Nhưng mà bực mới với các bạn một chút xíu thôi nha, là Phương là một người rất là lãng mạn. Phương hay làm cái việc mọi người hay gọi là xến đó. Việc xến thì thường thường nó hay lãng mạn, nên là trong tình yêu của Phương, nếu trong tình yêu của Phương thì Phương sẽ không bao giờ để cho bị nhàm chán. Phương sẽ làm một cách gì đó lâu lâu xứ xế một chút, lãng mạn một chút. Đó là con người của Phương. Một bạn có nickname là Phong Lan Rừng 111 @yahoo.com hỏi Phương là: Nhã Phương thân mến, chị vào vai trong tình yêu của mình ở ngoài đời sẽ một cô gái chủ động hay bị động? Chị có bao giờ lên kịch bản cho cuộc đời mình? Và nếu có nữ chính là chị, khi nào chị sẽ lên xe hoa? Cái này là bạn ấy nói là Phương, giả sử Phương đóng là một cô gái là mình cũng khó lắm nha. Phương là Phương, khi đi quay thì mình là nhân vật, nhưng mà khi thoát khỏi nhân vật thì mình lại trở lại với chính bản thân mình. Nếu mà mình nói mình phải lên kịch bản cho bản thân mình thì chắc chắn là sẽ rất là khó. Vì như các bạn biết là Phương tin là duyên số mà, nên là cái gì tới sẽ tới. Nếu là Phương thì khi mà lên xe hoa chắc là khoảng 30 tuổi, hơi trễ một chút, nhưng mà hiện tại bây giờ Phương vẫn còn đang rất là tham công việc, nên là nếu mà để kết hôn sớm thì chắc là chưa đâu.
Ngọc Lan ở thành phố Hồ Chí Minh có hỏi Phương là gần đây mọi người đang bàn tán về câu chuyện đàn ông về nhà chỉ có ăn, tắm, ngủ thì khác gì con lợn. Người đàn ông của Phương đi làm về có thường hay làm việc nhà, anh ấy có biết nấu ăn, biết rửa bát trong nhà không? Mọi người đang bàn tán về câu chuyện này thì thực sự là Phương không biết. Nhưng mà nếu mà người đàn ông của Phương thì Phương nghĩ là bây giờ cũng không phải như xã hội ngày xưa nữa là phụ nữ thì phải ở nhà bếp núc, đàn ông thì đi làm kiếm tiền. Phương nghĩ đó là cũng là một cái gì đó cũng xa xưa rồi. Thì bây giờ Phương hướng tới cái năng động hơn thì Phương nghĩ là ví dụ như là Phương với bạn trai Phương, ví dụ thôi, nếu mà Phương với chồng Phương hay là với bạn trai Phương thì chắc chắn là nếu bây giờ mà em đi làm công việc của em thì chắc chắn là cũng biết là em sẽ không có nhiều thời gian để ở nhà. Ví dụ như là nếu mà em nấu cơm thì anh rửa chén, còn nếu như mà anh rửa chén thì em nấu cơm, tại gọi là mình sẽ phân chia một cách đều đặn cho nhau. Nhưng mà trên tinh thần là rất là thoải mái, rất là tự nguyện chứ không phải ép buộc. Một bạn gái tên là Thủy Tiên ở Đà Lạt, thì Đà Lạt là cái nơi mà Phương rất là thích vì Phương cũng khá lãng mạn mà. Câu hỏi Phương là Nhã Phương có từng khóc trong tình yêu không? Chắc chắn là câu trả lời không thể nào nói là mình không khóc được. Vì trong tình yêu sẽ luôn có rất là nhiều cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ai ố tất cả mọi thứ. Khi yêu thì nhiều khi yêu mình không còn là mình nữa. Đôi khi yêu vì một chút gì đó thì mình cũng nhõng nhẽo chẳng hạn. Mà thực sự là Phương là một người rất là nhạy cảm, cũng hay mít ướt một chút. Nếu mà nói cho khóc trong tình yêu thì cũng nhiều nhiều. Một bạn có tên là Trinh có hỏi Phương là có cơ hội hợp tác đóng phim cùng diễn viên Hàn Quốc, Nhã Phương thấy đàn ông Việt và đàn ông Hàn giống và khác nhau ở điểm nào? Đàn ông Hàn hay đàn ông Việt ga lăng hơn? Nếu mà nói người đàn ông Việt với đàn ông Hàn giống và khác nhau ở điểm nào thì cũng hơi khó. Thì trong tình yêu mà, khi yêu thì không ai có thể nào mà có thể nhạt được. Tôi nghĩ khi mà yêu thì chắc chắn là họ sẽ, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ ga lăng, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ yêu thương chiều chuộng người con gái đó, luôn luôn là làm những cái trò gì đó lãng mạn chẳng hạn. Thì Phương nghĩ rằng nếu mà trong tình yêu á, thì đàn ông của Hàn Quốc và Việt Nam sẽ không khác nhau là mấy đâu. Bạn Nam hỏi Phương là nếu yêu một người lớn tuổi hơn Phương tầm một con giáp, Phương có ngại không? Phương nghĩ điều gì sẽ làm Phương và người yêu hòa hợp với nhau? Thực sự là khi yêu Phương không bao giờ, cũng như Phương nói là Phương không đặt cho mình cái tiêu chuẩn nào hết. Phương chỉ sống, Phương là một người khá sống về nghiêng về trái tim mình hơi nhiều, nên là chỉ cần là mình yêu anh ấy, mình cảm giác khi mình ở gần anh ấy mình thấy mình rất là hạnh phúc, mình được cảm giác như là bình an. Đó là một cái nơi mà mỗi khi mình đi làm mệt mỏi, mình đi làm về thì đó là cái nơi mà mình cảm thấy mình hạnh phúc và mình thoải mái nhất. Thì dù có là có lớn hơn Phương một con giáp hay là hai con giáp thì Phương cũng không có ngại gì. Quan trọng đó là cái sự yêu thương và chia sẻ của nhau mỗi ngày trong cuộc sống. Phương nghĩ điều gì sẽ làm Phương và người yêu hòa hợp với nhau? Thấy được tính cách của anh, ví dụ không ai hoàn hảo cả, bản thân mình cũng vậy, mình cũng chưa chắc là mình hoàn hảo. Thì khi yêu thì đã yêu rồi thì mình sẽ yêu luôn những cái tật của anh ấy, hay là anh ấy cũng phải yêu những cái tật của mình. Thì Phương nghĩ là mỗi người nhường nhịn nhau chút xíu thì sẽ hòa hợp thôi. Hôm nay á, tất cả những câu hỏi của các bạn hỏi về Phương toàn là những câu hỏi về tình cảm không mà khó quá trời quá đất luôn. Nhưng mà cũng cảm ơn các bạn rất nhiều vì và cũng cảm ơn chương trình đã cho Phương có một ít phút chia sẻ về bản thân mình đến với các bạn fan hâm mộ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.